Chào mọi người nha, chào tất cả anh chị em xem live nha. Mọi người vào lại giúp em là cả nhà ơi, vào lại giúp em nha anh chị, đợi em tí, đợi cho anh chị bên phở vô rồi em lên lại cho mọi người, em lên về cho mọi người nha anh chị ơi. Tại vì bên phở em mới xuống vào lại á, nên là mọi người đợi anh chị bên phở bò vào dí ra chơi chung với mọi người nha. Mọi người đợi anh chị bên phở ra vào chung với mọi người nha anh chị ơi. Rồi bữa nay tóc em nó rội nên là tóc con nó rớt nhiều quá. Ghim gái giùm em chứ ơi. Thùng nước nó có lục hốc vô. Anh chị vào lại giúp em nha anh chị ơi, vào lại nè. Không phải mưa đâu anh ơi, tiếng hoạt gió anh ơi. Mưa nào mà tới vậy anh ơi. Không có cái kẹp không? Em chậm nhỏ nhỏ